Daewoo Smartix sản xuất đời 2005 phiên bản SE Vitesse là 0.8, đăng ký 5 chỗ ngồi với một số tiền chỉ có 53 triệu đồng mà thôi. Và bây giờ mời tất cả anh chị cùng theo em kiểm tra chiếc xe 53 triệu đồng này coi em nó có những gì nha. Vâng, lời nói đầu tiên em cũng gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất tới tất cả các chú và anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình thương của em có một buổi chiều làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn không. Con xe này em nó đang đeo bảng số ở Sài Gòn nha quý anh chị, hồ sơ Sài Gòn là trị giá là 23-24 triệu đồng. Với một số tiền 53 triệu đồng thì anh chị cảm nhận chiếc xe Daewoo Smartix này làm sao ạ? Nước sơn thì ta nói không thể gì chơi được, sơn rất đẹp. Anh chị thôi, đi một vòng cho anh chị xem. Em nó có một bộ đèn rất là sáng, đèn này thì mới vừa thay nên nó rất là đẹp anh chị ha. À, nước sơn là không thể gì chơi được với số tiền là 53 triệu đồng. Con xe này đăng kiểm bao anh chị một khóa đăng kiểm mới, đăng kiểm lại sẽ là 1 năm. Và xịn sò hơn nữa thì em nó sở hữu một dàn nội thất nhìn rất là ngon lành cành đào. Đây, nội thất kính này nha anh chị nha, rất đẹp. Nội thất này thì rất là sạch sẽ, tay lái trợ lực, kính bấm số sàn, mọi chức năng đang hoạt động rất là ok. Ok. Tắp bi tắp lô thì theo năm tháng em nó cũng một vết nát nhưng vẫn còn xài được. Keo chỉ thì em nó không còn rin nha anh chị nha, nó lên nhanh tại con xe này sơn đi sơn lại rất là nhiều. Đó. À, mấy cái xe cũ này thì quan trọng là cần là máy móc và gầm bệ. Xe này là máy móc là anh chị cứ an tâm ha. Em bảo kê, bảo dưỡng, bảo trì cho anh chị. Máy bao chạy luôn, chạy một ngày 120-300 cây số là bình thường. Vỏ bánh thì em còn được coi như là 50-60%. Nói chung con xe này tướng tá thì em nó rất là liền lạc, sạch sẽ anh chị ha. Với một con khúc số tiền thích hợp cho anh chị mới vừa lấy bằng ha, tập chạy tập lái. Rồi cái form dáng này thì cũng rất nhiều chị em phụ nữ thích nè, vậy thôi. Form rất đẹp, xe rất sạch sẽ, gầm bệ đồ ok, nội thất ok. Đây, ghế nỉ, tắp bi tắp lô theo năm tháng thì xấu thôi. Nói chung là xe cũ, anh chị phải chấp nhận. Được cái này thì nó sẽ mất cái kia chứ không thể nào mà nó hoàn hảo như một chiếc xe mới được. Những cái dòng xe cũ này tập chạy tập lái thì quý anh chị cô chú lưu ý là chuyện mình chỉ quan trọng là cái máy và gầm bệ giấy tờ rõ ràng. Còn ba cái đồng CC thì có khả năng là mình về mình tu bổ mỗi người một tí thì nó sẽ theo cái ý của mình thì nó sẽ ok hơn. Anh chị lấy thì em sẽ đến cho anh chị một kỳ đăng kiểm. Xe này đăng kiểm là 1 năm, em nó sở hữu 4 cặp ga lăng đúc nhìn rất là xịn sò, vỏ bánh cũng còn được 60-70%, gầm bệ thì nói chung là rất là ok nha chị nha. Đây, rất là ngon là cần đào à. Đây. Đó, anh chị nào lấy thì bên em sẽ hỗ trợ cho một kỳ đăng kiểm mới. Máy móc thì nổ rất là thì thầm và điều xịn sò là em nó chỉ là 6 lít xăng. Đây. Máy thì anh chị, xe này có hỗ trợ một dàn đèn tối chạy rất đẹp như vậy nha. Đây, gầm luôn, như nó gầm có luôn. Con này máy thì anh chị khỏi phải suy nghĩ nha. Máy là em bao anh chị luôn, máy nổ rất êm. Đây. Anh chị nào lấy thì bên em sẽ bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh, vệ xiết, kiểm tra lửa củi các kiểu con là điều cho cô chú anh chị trước khi đến tay nè anh chị. Xài. Thì những con xe Daewoo Matic hoặc là những con xe có anh chị đừng ngại, hãy đến ở bên ô tô nha. Em lúc nào cũng sẵn sàng bảo hành bảo dưỡng máy cho anh chị. Bên em phương châm của em là mua xe cũ thì em rất cần là cần cái máy. Đó anh chị nào thiện chí những chiếc xe tập chạy tập lái, che nắng che mưa, vừa đi vừa đẩy. Mình đẩy không được thì mình gọi cứu hộ anh chị ha. Đó, không sao cả. Đó, anh chị cứ điện thoại cho em ha. Và đây là lần đầu tiên của chú chị đến với kênh của em thì của chú chị xin lòng những nút đăng ký kênh và những chuông sẽ góc tay phải màn hình của mình cập nhật những mẫu xe mới theo về tháng ở bên này. Xe này thì tay lái trợ lực rất ok chị ha, sẽ có hỗ trợ một camera gear này nha anh chị nha, đèn còi xi nhan đầy đủ, máy lạnh sâu như Đà Lạt ha, trần bọng sạch sẽ. Đó, 53 triệu đồng thôi thì anh chị sổ ngay con xe này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.